Hello các bạn, hôm nay thì Lễ Chúa Thánh Thần xuống thì mình sẽ đi chợ để mua một ít đồ mình để có mặt ở chợ Mexico nha. The same. No, the same. Mình đã mua một con gà rồi các bạn. Con gà này 7.61 nha. Mình sẽ làm gà nướng hôm nay nha. Để mình sẽ tới mua trứng nè. Cái vị này có 20 cái, 5 đô. Có rất là nhiều giá các bạn. Ok, tụi mình sẽ chọn cái này 2.47. Có tầm 12 cái. Lúc nào tụi mình đi cũng phải mua trứng với lại mua sữa các bạn. Three or four. iPhone. They last long time? Yeah. You eat a lot? Yeah. Ok, mua 4 vị nha các bạn. Đây, trứng nó tự nhiên nè. Cũng không có bự lắm, nó sẽ vừa vừa thôi. Mua sữa đặc nha các bạn. Sữa đặc từ 3 đô 9 nè. Này thì mua lúc nào cũng có sẵn đó các bạn, để nướng đồ ăn. Ok, và cuối cùng là tụi mình sẽ tới cái khu vực rau củ nha các bạn. Rau củ ở chợ Mexico thì rất là rẻ luôn, mình rất là thích. Có lẽ mà mình sẽ mua bánh trước nha. Đây, mình sẽ mua một bánh. Ở đây thì 5 cái $5 hả? Four, yeah. Two and one. This one? Two, I want two. Yeah, I like that one. Cái này là có chi ở trong đó các bạn. Sẽ mua cái này. This one, what is that? I want to try chocolate. One. Yeah, try one. Want to try this one? Yeah. Look at that. This one? You just got that. Mình sẽ mua một cái mushroom này. Này là nấm mỡ các bạn ơi. Một đôi chín chín nè. Mua anh this one. Coi này các bạn, vải xấu ghê chưa. Mà 2 đô 99 cho một bao nha các bạn. Một bao là nửa ký. Okra. Mình sẽ mua một ít trái này nha các bạn. Hôm nay nhìn cũng ngon nè. Nhìn cũng không được ngon lắm nhưng mà cũng ok các bạn, không đến nỗi. Sẽ mua 2 hộp. Yeah, bao this one ok. Đó, mình mua 2 hộp. Cái này mình không thấy giá các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn sẽ mua một 69 cents a pound, maybe $2. Oh. Ok, mình mua một bớt. Chắc tầm 2 đô các bạn. Cái này mình không có thấy giá các bạn ơi. Mình thích cái này, ăn nó ngọt. Chồng mình thích rau này nè, rau chân vịt, một bó chân vịt đi. Oh wow, you cook Spanish this time off? Yeah, I cook. Yeah, this one good nè. Một bó thì 1 đô 29 nha các bạn. Bắp ở đây thì 2 trái cho 99 cent. Mình sẽ mua 2 trái đi, 2 hoặc 4 trái. This one good. By four. By four. Okay. Này về luộc ăn ngọt lắm các bạn. Lúc đó thì bắp Mỹ, lúc hết thì bắp trắng nha. Nhưng mà bắp trắng cũng kiểu bắp bắp Mỹ chứ không phải là. Okay. Good. Lettuce. Một cục này 1 đô 69 các bạn. 1 đô 69 nè.
Carrots một bịch này là $1.19. Mình sẽ mua một bịch đi. Ngò là hai bó là 99 nha các bạn. 99 một đô. Dạ, ok good. Ok, mình sẽ mua salad này nữa các bạn. Salad hôm nay không có được tươi lắm. 1.49 cho một cái. Oh, this one better nè. Oh yeah. Yeah, this one nhìn ngon hơn nè các bạn. Yes, the thing. Sẽ mua một nhánh chuối, không phải nhánh chuối đâu mà họ cắt ra nè các bạn. Thì họ sẽ cân theo ký à. Cũng giống như Việt Nam mình thôi, nhưng mà họ cắt nhỏ ra. Mình vẫn chưa chọn nhánh nào ok. Ừ, nó hơi bự rồi. Món này đây. Dưa này 99 sen cho 2 bao các bạn. Thì sẽ mình mua một trái hả? No, this one. No, small one. Yeah. This one. Okay. I just want it. Well, and you make salad. Go back anyway. You save this for me? Dọn cái rác nữa các bạn. Dọn cái bẩn. Mình sẽ mua một ít nha. 2 bao 97 cent. Okay, whatever. I don't have a bag, man. Did not taste too good, man. You make up. Okay. Coi tụi mình xem cái gì nữa đây. This one okay, ma. This one? Ciguela. Ciguela? Yeah, but they're not good, no? Yeah, no. Not good where you want to buy. They look okay. Yeah. No, I look at the price and then I see they don't look. Oh, nhưng mà nó cứng. That's how they look, huh? Yeah, it look like that. Mình tưởng là nó mềm like nhưng mà nó cứng các bạn. Yeah. Buy some. Pounds for $3. $2 rẻ quá các bạn. Mình sẽ mua một ít. Nhìn nó xấu mình tưởng là nó mềm you nhưng mà nó còn cứng nha. How many? Four. No more garlic. But I don't like garlic here. They're easy to get bad. Don't. Then just get one. Even okay. The refrigerator, no, less hungry. Mình không thích cái này lắm red, nhưng mà red. Cái này màu hư lắm các bạn. Nhưng mà mình cũng mua nha. $1.47 cho một cục. Cục này đi. Nhìn đẹp nè. Cucumber cũng rẻ các bạn. $3. Đó, 99 cent cho ba trái nè. Trái nào cũng được. Trái to, trái nhỏ gì cũng được nha. Mình lựa được 3 trái. Bữa mình nói là xoài mua theo trái đó. Thì hai trái này là $1 nha các bạn. Hai trái xoài là $1. Đấy. Có chút ép à. Có nhiều loại, kiểu loại bom đó các bạn. Giá khác nhau nha. Nhưng mà mình không mua. Ngán lắm rồi đó. Đây hả? Ok, tụi mình đã đi chợ xong rồi các bạn. Một xe luôn. Một xe toàn là rau củ không các bạn. Để mình coi thử là hết bao nhiêu nha. Vì chợ ở đây rất là rẻ luôn. Hôm nay tụi mình sẽ không có mua thịt nha các bạn. Tại vì thịt còn rất là nhiều. Mình chỉ mua rau thôi. No more, the people look at you then. Ha ha ha!
đi. Đây các bạn, một xe đầy như vậy mà chỉ có 82 đô rồi các bạn. Đây, 82 đô. Quá trời đồ luôn, trời ơi, toàn rau không?